các bạn, đây mũi đục, các cái mũi ra đây, chúng ta sẽ đắp thay thế nó vào, được thay ra thế này, là mình rút mình cho ở đây, đoạn này. Bằng gỗ của am các bạn nhé, đây là gỗ của am Hà Giang, thì cục này cái phôi nó rất là hiếm, rất cục này thì nó quá đấy, bởi vì nó bây giờ chỉ còn lúa thôi, mùi hương nó hương thơm thơm mát rất chịu, nên những cái phôi này bây giờ nó kiếm rất khó, nên mình đục Bác Hồ thì rất trọng ý nghĩa hơn. Thì cùng mình làm nhé các bạn nhé.
các bạn nhé. Tượng gỗ tay này, tượng này khác này. Cô Ngọc Am để lên dòng thông thì phía các cái vân này đây. Đó như đẹp, đây có vân này, đây nhỉ, nhưng bên này đẹp. Mắt này khi nó đúng chỗ thì nó đẹp. Trắng, khói này. Đó, đây các bạn nhé. Ngọc Am Hà Giang mùi rất thơm, cái này thơm mát, nó thơm hoa nhà này, trong thoảng hoa nhà, không thơm gắt khác mà cái hàng gỗ này bây giờ chỉ còn lúa, nó không còn còn thịt nữa, không còn đất thì được nguyên. Thì có bức này thì kiếm được cũng chung là may mắn lắm thì kiếm được những khúc như này. Mình sẽ đục Bác Hồ thì giá trị sâu hơn. Ok, xin chào các bạn, hẹn các bạn ở phần sau.